Đây, trời ơi. Cái này mình gọi là sao ta? Chị thủy thủ hả? À đúng rồi, thủy thủ hả? Cậu Tư này, thủy thủ, cậu Tư. Xin trân trọng giới thiệu, đây là thủy thủ trà sữa. Lúc này bao nhiêu tuổi thì mình không biết nữa, nhưng mà lúc này là mặt rất là ngây thơ nha. Lúc này người ta rất là con gái luôn, người ta bằng đầm nè. Đó là trà sữa. Trà sữa gọi, không có gọi mình là Hồ Bích Trâm mà gọi mình là Hồ Bức Tranh. Mới gọi con là Hồ Bức Tranh. Trời, trà sữa lúc này chưa có tóc. Trà sữa lúc này là mới cái này lúc này bao nhiêu tuổi vậy cô? Mấy tháng? Hay một tuổi? À mấy tháng hả cô? À đây tí Vĩnh hay lớp lá một nè. Trời ơi kia trà sữa lúc kia đó kìa. Trời ơi cái tấm này cưng quá. Mà có tươi ha. Nhiều quá, nhiều hình của trà sữa với tí Vĩnh quá. Quá trời hình luôn. Nhỏ quá. Hiện giờ Trâm đang ở một cái hẻm rất là bí ẩn. Hẻm này nó không có đèn. Xe cháu cho con hỏi nhà anh Thương đâu chú? Thẳng luôn. Dạ con cảm ơn chú. Đừng đừng nghe bạn này không? Mới quay có người quay hết không khai tiếng. Anh cứ ngồi nhà kìa. Mình đang khám phá nhà của anh Cương nha quý vị. Chú ơi cho con hỏi nhà anh Cương nào chú. À nhà anh Cương đây, rồi đúng rồi cái nhà quen thuộc đây. Quen thuộc của bé trà sữa nè. Trời ơi đi đâu vậy? Cậu Tư, cô đi lạc cậu Tư ơi. Chào Trâm. Dạ cậu Tư này quý vị, cậu Tư lên cứ hai cảnh trong phim về nhà anh Tết thôi mà hot luôn. Dã man cậu Tư. Thưa quý vị đây là cậu Tư của bé trà sữa. Trời, cái hẻm đầu đường nó không có đèn nè. Chết cha rồi. Dạ con thưa bác. Ồ, trời ơi. Cái bàn này là bàn. Dạ bữa nay con lên tới đây luôn á. Dạ. Dạ chào chú. Đợi xíu nha anh Cương, chở chị Ngọc đi chăm cứu cái tay á. À bởi chị Ngọc bị gì vậy cậu Cương? Bị nhức á. À bị nhức á hả? À giống Thế Vĩnh nè. Thế Vĩnh ơi, chào cô chưa? Bé trà sữa đâu rồi? Đi theo rồi. Trà sữa đi theo rồi nè. Xíu theo rồi ha. Rồi con coi cái nhà này chắc mấy trăm cái clip rồi. Bây giờ con mới được lên đây rồi bác. Dạ chào bác trai. Dạ. Chào bác gái ạ. Giọng mình cứ tới đây cứ văn bản vậy đó. Dạ con quay xuống ạ. Dạ hai bác ăn gì chưa ạ? Ăn rồi. Ăn tối rồi hả? Ừ. Thôi xui rồi, con định xuống đây ăn tối kém rồi. Vừa dạ. Hai bác ăn mất tiêu rồi. Thế rồi. Đi làm dọn ăn. Còn có đèn pha lấu của Thế Vĩnh với lại bé trà sữa đó. Dạ, đi vô trong ngồi, vô trong ngồi đợi. Dạ thôi, giờ con ngồi đây chờ. Ngồi đây nước anh. Dạ đâu sao đâu. Cái gì mà giữa thiên trời. Con đem quà cho Thế Vĩnh với trà sữa, tại vì cái này con hẹn với bé trà sữa lâu rồi mà giờ mới hò lên được đây nè. Vừa đi xe gì xuống? Dạ con đi xe hơi rồi con đậu ngoài đường. À. Dạ rồi con cô cái cô bán xin tốt có coi xe giùm con. Đậu ngay chỗ siêu thị nè. Dạ đúng rồi. Góc siêu thị cũng được hả? Hello. Ôi cô không? Cô Bích Trâm á. Con biết mà. Không có đèn luôn nè. Trời ơi cậu Tư ơi. Giờ không có đèn cậu Tư. Hai con ở đâu đây? Cũng hay quay YouTube chứ lại chú Cương đúng không? Thì Cà Na xíu Mũi nè. Dạ Cà Na xíu Mũi. Nhà bên này. Thế Vĩnh. Dạ Thế Vĩnh. Dạ Thế Vĩnh nè. Thế Vĩnh chào khán giả đi con. Sao bữa nay ủa lên clip của ba cơ anh lanh lắm mà sao ở đây hiền quá vậy? Con ủa giống mẹ Ngọc quá trời luôn á. Gì nói giống mẹ Ngọc hả? Ủa sao con thấy giống mẹ Ngọc mà cha nó giống mẹ Ngọc. Đương nhiên là phải giống anh Cương rồi. Ừ. Nhưng mà cái khuôn mặt nè phải không, con giống ba hay giống mẹ?
Con giống mẹ hả? Giống mẹ thấy chưa? Thấy mẹ. Em đâu? À, em đi với mẹ rồi, quên. Được. Bây giờ không có ba mẹ ở nhà đâu, có dẫn cô Tâm vô coi mấy cái bức hình của con với em nhỏ được rồi đúng không? Vô được không nè? Được hả? Thì bây giờ xin phép Thí Dĩnh rồi mới được vô đúng không? Tại nhà có cậu Tư mà dẫn cô Tâm vô tham quan một vòng đi. Con trai hả? Bị ho hả? Ủa Thí Dĩnh này là tủ dép đúng không? Dạ. Đó, giày dép của nhà Cường. Một tủ, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, bốn ngăn, năm ngăn, sáu ngăn. Đó, mà hết hai ngăn là của Trà Sữa với lại Thí Dĩnh rồi. Đây. Trời ơi, em không tin Trà Sữa mang đôi dép búp bê vậy luôn á. Trời ơi, em không tin bánh bèo luôn, trời. Trà Sữa là rất là cá tính. Mình thấy bà cá tính, bữa nào bà bận đầm là em ngồi em cười hoài luôn á. Rồi, Thí Dĩnh. Thí Dĩnh ơi. Sao Thí Dĩnh ho dữ vậy? Đây là con của cậu Tư. Trời ơi, giống cậu Tư. Cậu Tư ơi, làm nước gì nữa vậy cậu Tư? Dạ, được rồi con. Tại Thí Dĩnh dẫn cô Chăm vô tham quan chứ, con bị sao vậy? Sao bị ho dữ vậy? Dạ. Thưa quý vị, đây là nhà của anh Khương mà cũng đâu có gì xa lạ nữa đâu. Khán giả coi quá trời quá đất rồi. Khán giả coi mỗi ngày luôn. À, mình chỉ khám phá những cái bức hình của bé Trà Sữa hồi nhỏ đi ha. Trời ơi, Trà Sữa hồi nhỏ nè. Dạ, được rồi cô. À, con quay mấy cái tấm hình của mấy em thôi nha. Đây. Quay đi. Trà Sữa nè. Đây, trời ơi. Cái này mình gọi là sao ta? Chị. Thủy thủ hả? À đúng rồi, thủy thủ hả? Cậu Tư này thủy thủ, cậu Tư. Xin trân trọng giới thiệu, đây là thủy thủ Trà Sữa. Lúc này bao nhiêu tuổi thì mình không biết nữa, nhưng mà lúc này là mặt rất là ngây thơ nha. Lúc này người ta rất là con gái luôn, người ta bằng đầm nè. Đó là Trà Sữa. Trà Sữa gọi, không có gọi mình là Hồ Bích Trâm mà gọi mình là Hồ Bức Tranh. Mới gọi con là Hồ Bức Tranh. Đây là Thí Dĩnh. Ai ơi, cha em làm thủy thủ, anh thì làm gì, tiếp viên hàng không. À, làm cơ trưởng chứ. Trời ơi, bận quá, bận con già. Chắc là cái hai tấm hình này là mới đúng không? Mới còn Tư. Đây, chắc này không biết là quý vị khán giả đã thấy chưa chứ. Đây, mình lần đầu tiên mình thấy Trà Sữa bằng một cái áo dài. Không hề cười nha. Cái nét này cực kỳ giống anh Khương luôn nè. Nét cực kỳ giống anh Khương luôn. Đây, Thí Dĩnh nữa. Ôi đẹp trai quá, không, tấm hình này thì bây giờ mới thấy giống anh Khương nè. Giống anh Khương quá. Trời, Trà Sữa lúc này chưa có tóc. Trà Sữa lúc này là mới cái này lúc này bao nhiêu tuổi vậy cô? Mấy tháng? Đây, một tuổi. À, mấy tháng hả cô? À, đây là Thí Dĩnh, đây lớp lá 1 nè. Trời ơi, kia Trà Sữa lúc kia đó kìa. Trời ơi, cái tấm này cưng quá. Mặt quá tươi ha. Nhiều quá, nhiều hình của Trà Sữa với Thí Dĩnh quá. Quá trời hình luôn. Quá, giờ mình xây nhà mới đi cô. Mình xây nhà mới luôn cô. Cô kêu nhà nhỏ quá. Đây là cái dẫn mà mình coi clip mình thấy là hai cha con anh Khương Dừa lúc nào hay nằm rồi hát cái bài cây cầu dừa. Hát bài cây cầu dừa. Hả? À, cô mới biết hát bài cây cầu dừa luôn hả? Dạ, trời ơi, biết hát cây cầu dừa luôn. Dạ. Mẹ nó dụ nó về chỗ, nó nói không ở đây với mẹ Trâm rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, lanh dữ vậy. Trời ơi, trời. Xíu lì xì cho nha. Xíu có lì xì cho con nha. Ok không? Con có coi ba phim ba đóng không? Không. Không coi nè. Trời ơi, ba đóng hai cảnh bự trà bá luôn á. Ba ngồi trên xe với ba ngồi quán cà phê con thấy không? Con không thấy cậu Tư rồi. Trời ơi, con vô con đọc bình luận với cậu Tư. Thấy người ta nói trời ơi, cậu Tư có biết Trà Sữa, cậu Tư có biết Trà Sữa. Quay hai cảnh người ta nói hot luôn. Đó, đọc bình luận quá trời. Đọc mà mắc cỡ luôn á. Đọc khổ luôn. Chung là nhà của anh Khương thì rất là đơn giản. À, đơn giản lắm. À, nhưng mà nó ấm cúng. Cảm thấy nó là như vậy. Cái cửa cái ngoài kia là cái cửa mà anh Khương Dừa với bé Trà Sữa với lại ba vợ hay quay nè. Ba vợ là hay quay. Dạ, ông ngoại hay quay cái vụ mà gì đó.
đi ngồi trên chiếc xe máy xong rồi đi đâu rồi anh Thương vừa anh chào chị hoài đó. Trời coi biết bao nhiêu cái clip. À đi ra ngoài mình ra cái thấy Dĩnh đi. Ngày hôm nay là kêu là khám phá nhà anh Khương, nhưng thật ra là nhà của anh Khương, anh Khương khám phá mỗi ngày rồi. Anh quay clip mà tao nói nó nát luôn, không còn có chỗ gì để quay nữa luôn á. Cái chỗ này là hai cha con ngồi hay ăn đồ nè, nướng đồ ăn là ngồi đây nè. Đúng không? Cô Tư ngồi đi, cô Tư. Được rồi. Cô Tư ngồi đi mà. Lấy nước ra đi con. Cô Tư đáng lẽ là vẫn còn trong tháng giêng á. Mình phải bánh trái rồi trà rồi chúc mừng năm mới rồi lì xì rồi hết mùng rồi, hết mùng là hết mấy cái đó rồi, hết mùng còn mình. Đây là phía bên nhà nhà ngoại. Trời ơi cái xe này là xe của Thúy Vịnh, xe của ai mà xe này chắc bây giờ chắc bỏ luôn rồi. Dạ thưa quý vị, đây là đầu tư sau cái xe này bây giờ nó hư rồi. Đầu tư tại nó hư bữa kêu thợ muốn sửa mà thợ nó cũng có tay. Vậy hả? Đất cha không? Xe này chạy ngon à? Chạy đã lắm. Đã lắm đúng không? Mạnh nữa đúng không? Lớn chạy cũng được nữa. Bà sửa bà biết kêu con hôm nay xuống không ta? Chẳng biết đâu. Chắc không biết. Để một hồi nữa cậu Tư coi nè. Dạ con chào cô Hồ Bích Tranh. Cứ Hồ Bích Tranh, Hồ Bích Tranh. Bữa bà lên YouTube bà quay bà nói là cô Hồ Bích Tranh ơi, giờ bữa nào nấu phá lấu cho con ăn nữa nha cô Hồ Bích Tranh. Mình vô mình nghe mấy cái hồ bức tranh nào trời. Khổ ghê luôn. Ai cậu Tư ngồi, cậu Tư. Được rồi. Tư bữa giờ khỏe không Tư? Cũng khỏe, bữa giờ cũng ở nhà mà không có đi quay với anh. Dạ, bữa giờ cũng có đi quay, chuẩn bị đi quay lại rồi. Ừ, chuẩn bị quay lại rồi. Thôi chắc bây giờ mình sẽ chờ anh Khương với lại chị Ngọc với lại bé trà sữa về ha. Rồi mình có mấy món quà nhỏ để tặng cho bé tịch sữa, tại vì đợt trước hứa trước Tết rồi mà chưa lên nữa. Đáng lẽ là hôm trước Tết cũng lên rồi mà cứ lu bu lo phim mấy cái con gì quê luôn hay không lên được, mà anh Khương cũng không rảnh luôn nên là không lên được luôn. Rồi cái bài quý vị khán giả nha, ngày hôm nay là đáng lẽ là ghé thăm nhà anh Khương là mình phải quay cách chi tiết nhất, nhưng mà thôi anh Khương quay mỗi ngày rồi người ta biết hết trơn rồi, đâu có gì chi tiết nữa đâu, xương xương thôi. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên mình đã có mặt tại nhà anh Khương. Bye bye. Hẹn gặp lại quý vị nha, mình sẽ ngồi đây chờ trà sữa, chờ đến biết khi nào cổ về nữa đây. Gặp cô trà sữa khó hơn gặp diễn viên nổi tiếng luôn á, thiệt. Trời ơi, hẹn miết luôn rồi, tới bữa nay mới được gặp á. Rồi, xin chào quý khán giả nha, hẹn mọi người ở clip sau. Sao quay lên